học hành xong để làm gì, mà sao lúc nào cũng phải chăm chỉ đèn sách? Rồi cả việc tồn tại trên đời này nữa, liệu có tác dụng gì đây? Các bạn thân mến, chắc chắn rằng ít nhất một lần trong đời, chúng ta cũng đã tự đặt ra cho mình những câu hỏi như vừa rồi phải không? Và trong phần tiếp theo của cuốn sách Dù con sống thế nào, mẹ cũng luôn ủng hộ, tác giả Gong Yi Yang sẽ tâm sự cùng cô con gái uy năng của mình về chủ đề này. Chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe nhé! Phần 21. Ta phải lựa chọn giữa khoái lạc và hạnh phúc. Uy Nang, đôi khi con cũng muốn nũng nịu nhỉ, kêu ca với mẹ rằng con mệt lắm. Không phải mệt thông thường đâu, mà là mệt muốn chết. Dạo này chẳng hiểu sao mẹ cảm thấy rất hạnh phúc, vì mấy hôm nay cứ sáng ra ngủ dậy, ít thì cũng phải có hơn 10 người cố liên lạc với mẹ qua email hay điện thoại. Thế nhưng nói thật là dạo này mẹ rơi vào trạng thái mệt mỏi cực độ. Thi thoảng mẹ lại cắt hình những ngôi nhà ẩn giật sát bờ biển hay dân tự vô danh ở tiết trong núi sâu từ tạp chí, rồi cứ tần ngần nhìn mãi. Mẹ muốn đến đó khoảng một tháng, không gặp bất cứ ai, cũng không liên lạc với bất cứ ai. Mẹ tình cờ cầm lên cuốn sách có nhan đề Sống là gì và vô cùng ngạc nhiên với một câu thế này: nỗi bất hạnh của con người đến từ việc không biết nghỉ ngơi. Mẹ cũng hết sức kinh ngạc khi biết tác giả cuốn sách là một bà sơ 95 tuổi. Trong 72 năm tu hành, có đến 62 năm bà di chuyển giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia, Hy Lạp và dành 23 năm trong số đó để sống cùng những người nhặt rác, buôn đồng nát trong các khu ổ chuột địa phương. Một bà dơ bận bịu như vậy mà nói rằng bất hạnh đến từ việc không biết nghỉ ngơi ư? Điều khiến mẹ bất ngờ hơn nữa là bà dơ 95 tuổi ấy còn viết sách với tiêu đề Sống là gì? Mở đầu cuốn sách đưa chúng ta quay về thời điểm vị nữ tu mới 15 tuổi. Bà được sinh ra trong một gia đình khá giả ở Bruxelles và tự giới thiệu mình: có một bộ tóc rối bù, trên khuôn mặt mọc đầy trứng cá, đôi môi bướng bỉnh lúc nào cũng cong lên, bất bình với tất cả mọi thứ và coi hết thảy đều là nấm mốc. Học hành xong để làm gì mà sao lúc nào cũng phải chăm chỉ đèn sách? Rồi cả việc tồn tại trên đời này nữa, liệu có tác dụng gì đây? Con người ta đến ngày muốn đi đâu, sống để làm gì cũng không biết, chỉ là con đường cụt, khô khan vô vị, thậm chí còn có phần ngu ngốc nữa. Loài mèo lại chẳng có vấn đề gì, mệt, buồn ngủ thì ngả vào mèo mẹ, đói, cần ăn thì bú sữa mèo mẹ. Cuộc sống như thế mới đẹp làm sao, chẳng cần thi cử lên lớp. Ở trên, tôi cũng đã nói rồi, tôi không thể chịu được áp bức hay cưỡng ép. Tôi nhiệt liệt ủng hộ câu tuyên ngôn nổi tiếng, nghiêm cấm việc nghiêm cấm, trong bản tuyên ngôn tháng 5 năm 1968. Cái thứ được gọi là đạo đức chính là ngăn cản con người ta đến với một nơi tốt đẹp, tận hưởng niềm vui cần có. Hay nói một cách ngắn gọn thì đạo đức là sự o ép tất cả hưởng thụ. Bởi điều hấp dẫn nhất chính là điều bị ngăn cấm. Những điều bị cấm, dù gì đi nữa, vẫn gắn bó với tôi bằng sự nhiệt tình không sao kìm nén. Phạm trù đạo đức chỉ toàn những thứ buồn tẻ. Nếu mấy cô gái ngoan hiền nói rằng làm thế sao được, thì tôi sẽ trả lời ngay rằng thế đây lại càng phải làm, và ngạo mạn nói thêm từ sau cũng sẽ thế. Chà, sảng khoái phải không? Sao một bà sơ già đã sống trên đời gần 100 năm, thời tuổi trẻ lại có được nhiệt huyết như vậy nhỉ? Chắc hẳn nhờ có nhiệt huyết ấy và sự chối bỏ bản thân mà cuộc sống của bà mới trọn vẹn như vậy. Những người mô phạm từng luôn miệng nói rằng làm thế sao được, có lẽ đã chết từ lâu, hay lần thần ngồi trên xe lăn trong các viện dưỡng lão, dành cả đời nghiền ngẫm xem nếu mình làm vậy thì người khác nghĩ gì, xong lại lẫn lộn giữa ta với người, rồi suốt ngày mắng mỏ con cái và những người già cả trẻ tuổi hơn mình, dù chỉ một chút cũng nên. Cô gái trẻ Emmanuelle phản kháng vào nổi loạn ấy một hôm đã gặp gỡ Pascal qua cuốn Ponzi và nhanh chóng bị choáng ngợp trước những câu văn dưới đây: con người thật chẳng hơn gì một cây sậy, là một tồn tại yếu đuối nhất trong tự nhiên, nhưng là một cây sậy biết suy nghĩ.
Cô gái trẻ nhìn chăm chăm vào con mèo mà cô ghen tị. Pascal nói tiếp, để nghiền nát được cây sậy ấy, chẳng cần toàn vũ trụ phải trang bị gì hết. Chỉ một luồng hơi, một giọt nước thôi cũng đủ để giết chết nó. Thế nhưng, cho dù có bị vũ trụ nghiền nát, thì con người cũng vẫn cao quý hơn cái thực thể tự kết liễu mình. Vì con người biết được sự thật là chính bản thân mình sẽ chết và vũ trụ mạnh hơn con người. Còn vũ trụ thì tuyệt nhiên chẳng hay biết gì. Sau khi bỏ qua cơ hội học tập ở Đại học Sorbonne và tự phóng hỏa đốt hết sách vở của mình, Emuela đi đến khu ổ chuột. Vì một ngày nọ, bà chợt hiểu ra rằng sau khi cuộc đời kết thúc, đứng trước mặt các thiên thần sẽ không hỏi rằng liệu có phải bà tốt nghiệp trường Sorbonne hay không. Vì một ngày nọ, Sir Emanuela sau khi đã bị hấp dẫn bởi Pascal, Pascal đã miêu tả niềm hạnh phúc mà các ông vua sống vào thời của ông thích được hưởng bằng những lời sau. Hay lắm, con nghe thử nhé. Thân phận vua chúa sở dĩ có khả năng khiến con người ta hạnh phúc nhất là vì những người khác, nhằm làm nhà vua vui, lúc nào cũng phải nỗ lực chuẩn bị đủ trò khoái lạc. Nhà vua được vây quanh bởi những người dốc tâm dốc sức mua vui cho mình, không để mình có thời gian nghĩ đến chuyện bản thân. Vì cho dù là vua, chỉ cần nghĩ đến chuyện của bản thân thì sẽ lập tức trở nên bất hạnh. Sir Emanuela bị chinh phục bởi Pascal và nhận thức được tính tôn nghiêm của con người. Về sau, bà xin vào tu viện nữ và toàn tâm toàn ý tu tập. Như tất cả những người trẻ hiền hậu và tràn đầy nhiệt huyết, như tất cả những người trẻ muốn rũ bỏ giới hạn bản thân, Sir Emanuela cũng bắt đầu chế ngự sự cám dỗ thể xác. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ăn ít, ngủ ít và rèn luyện cực khổ. Sau đó, bà đã được nghe lời khuyên của cha xứ. Này sơ hãy học cách vui vẻ nói đùa và cười đi xem nào. Sơ đừng nghiêm khắc quá, mà hãy cầu nguyện đơn giản, giống như một đứa trẻ giao mọi thứ cho cha nó xem. Nếu như sơ mất khả năng quý giá nhất của mình là sự thèm ăn, thì tôi còn kỳ vọng gì ở sơ được nữa đây. Đọc đến đây, mẹ đã cười khúc khích tự nhủ, mình biết ngay là sẽ thế mà. Mẹ cũng rất muốn gặp vị cha xứ đó. Nếu có người nói với mẹ rằng sự thèm ăn không kiểm soát nổi của mẹ là khả năng quý giá nhất, thì biết đâu mẹ đã giảm cân thành công từ lâu rồi cũng nên. Nói theo cách của Pascal, con người chẳng phải thần tiên, cũng chẳng phải quỷ dữ. Sir Emanuela mới đầu định làm thần tiên, kết quả rất tiếc rằng lại biến thành quỷ dữ. Nhưng nếu như không có sự luẩn quẩn dễ thương này, thì liệu người phụ nữ ấy có đi đi về về giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia, Ai Cập và cống hiến cả cuộc đời mình cho việc đẩy lùi hiện thực xấu xa mang tên nghèo khổ hay không? Ngay cả khi đã 62 tuổi, ở cái tuổi có thể nghỉ hưu mà thư thái ngồi đọc sách trong tu viện quê hương, bà vẫn đến định cư ở một khu ổ chuột tại Cairo, sống chung với những người nhặt rác suốt 23 năm liền. Khi viết cuốn sách này, sơ đã 95 tuổi rồi. À mà, trí tuệ minh mẫn đến nhường ấy của sơ đến từ đâu con nhỉ? Mẹ từng nghĩ thế này. Nhiệt huyết và tình cảm thuần khiết của cô bé đáng yêu, mặt đầy tàn nhang, của cô gái quyết tâm càng phải làm những việc người khác nghĩ là không thể làm, của thiếu nữ 20 tuổi ăn ít, ngủ ít, rèn luyện khổ cực ấy, có lẽ chính là nền tảng tinh thần cho trí tuệ đó chăng? Vị sơ già này đã dạy ta về chân lý cuộc đời đơn giản là thế, rõ ràng là thế. Nghi ngờ và hoan lạc là sự trống rỗng đủ khoét bên trong tôi. Tôi có thể chắc chắn một điều rằng mỗi khi cuộc đời tôi tìm ra ý nghĩa của thiện nguyện và sự sẻ chia, khoảng không trống rỗng ấy lại thu hẹp thêm một chút. Ta phải chọn giữa khoái lạc và hạnh phúc. Ta phải chọn giữa bong bóng xà phòng và vĩnh cửu. Ta phải chọn giữa lòng tham và tình bạn. Mỗi một thời khắc trôi qua, chúng ta phải chọn lại tình yêu theo một cách mới. Dù là một tình yêu nhỏ bé, chỉ cần được nếm mùi vị của cảm giác giải thoát, thì con đường ấy sẽ không còn quá khó khăn nữa. William, một vị cha xứ, đã nói trong cuốn sách khác rằng thật ra thứ những kẻ hút thuốc phiện hay đám trai trai đi chơi gái tìm kiếm cũng đều là hạnh phúc
và tình yêu chân chính cất giữ trong từng nhiễm sắc thể của chúng ta thôi. Chỉ có điều họ đã chọn sai cách. Con người ta sở dĩ đi tìm khoái lạc vì nhầm tưởng hoan lạc mình tìm kiếm chính là hạnh phúc. Chắc hẳn con cũng biết, vào thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời mẹ, mẹ đã tình cờ gặp được rất nhiều người thực sự cần tới sự giúp đỡ của mẹ, và nhờ đó vượt qua những khó khăn ấy. Giờ đây, mẹ không còn e ngại những thử thách đến với mình nữa, vì mẹ đã được trải nghiệm bí mật đó, trải nghiệm sự giải phóng và cứu rỗi mà sự cống hiến và đóng góp đem đến cho chúng ta. Cho dù có khó khăn ập đến cuộc đời con, cho dù có nỗi buồn chèn ép khiến con bất lực, con hãy thử tặng một bát cơm, một cốc nước hay một giọt nước mắt cho những người cần đến nó. Mẹ cam đoan với con sẽ gặt hái từ hành động ấy. Ý mẹ đang muốn nói đến tất thảy niềm an ủi và hy vọng mới mà con cần. Uy Nhang, chẳng bao lâu nữa con sẽ phải quyết định con đường đi của mình. Cho dù nó không phải sự lựa chọn hàng đầu, cũng không sao hết. Cho dù con không thể làm hết mọi nghề nghiệp trên thế gian này, cũng không vấn đề gì. Lời mẹ nói đều là thật lòng, con biết đấy. Nhưng mẹ có một yêu cầu nho nhỏ này dành cho con. Đó là bất cứ lúc nào, con cũng phải luôn lựa chọn tình yêu. Giữa khoái lạc và tình yêu, con phải chọn tình yêu. Giữa lòng tham và tình bạn, con phải chọn tình bạn. Giữa hư vinh và chân thật, con phải chọn chân thật. Và nếu như con có ý định phản kháng thì phải nhiệt tình phản kháng đến cùng. Sơ Emanuela đã kết thúc cuốn sách của bà bằng một câu thế này: khi thử đưa lên bàn cân so sánh với sự vĩnh cửu, tất cả những thứ bỏ đi này sẽ là gì đây? Nếu thử đem so sánh tất cả những bất hạnh chúng ta gặp phải với giá trị đích thực của sự hiện hữu của chúng ta, thì chúng chẳng là gì cả. Phải, hôm nay mẹ sẽ thử một lần tin vô điều kiện lời bà sơ già vĩ đại gần trăm tuổi ấy. Và mẹ đã đặt mua cuốn Ponzi. Dù chưa phải mùa thu, nhưng thế gian vẫn có muôn vàn điều đẹp đẽ vô cùng. Như vậy thật thích phải không con? Uy Nhang, hôm nay cho dù có chuyện gì, mẹ cũng sẽ đi bơi. Chúc con một ngày tốt lành nhé. Bạn thân mến, trong phần vừa rồi có vài từ tiếng Pháp có thể gió phát âm không chuẩn, hy vọng các bạn sẽ bỏ qua nhé. Vì vậy nên gió cũng phải giới thiệu một chú thích nhỏ trong phần vừa rồi, đó là từ Ponzi, tạm dịch suy nghĩ. Đây là tác phẩm tiêu biểu của Pascal, nhà toán học và triết học sống vào thế kỷ thứ 17. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng thư giãn với một bản nhạc thật hay nhé. The sad eyes, don't be discouraged, oh, I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all, and the darkness inside you makes you feel so small. Better see your true color shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful like a rainbow. You crazy and you've taken all you can bear. You call me up because you know I'll be there.
And I see your true color shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful like a rainbow. I'll see your true color shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors, true colors shining through. I see your true. Like a